Hino ta có chữ ta trong đó là nó khác rồi đấy. Nè, cái Hino rồi mà kiếm Hino rồi nó chừng nè. Hino cái đó, cái vừa bên đây vô trong đó, nằm trên đó. Ừ. Ừ. Ừ, cái nén qua hai cái liên tục luôn đó không đó. Giữa má đâu, hai cái đường Hino ta không đi. Cái bọc cái ngoài đúng không? Ừ, cái bọc cái ngoài, hai cái màu đỏ đó. Cái này trước ra đó. Cái bình xăng kỹ đó, nó xăng phía trước quốc. Nó xăng kia, một xăng ở đây. Nó xăng đi ra này quá. Một ký một chứ chứ mới chụp tới rồi bao nhiêu giờ tao nó còn xăng ra đen hay là gì trắng. Sao mấy mười mấy ngựa? Mấy sáu rưỡi rồi. Sáu rưỡi rồi. Đúng là cái đồng mấy sói đó ừ. Còn minh thiên trời đất nè, thế này nè. Ở chân con này không rồi, đây cái đó, hai cái là ba cái rồi. Sao? Không đâu trời, hoa như ăn si kìa trời. Tại sao nó ra cái gì muốn khác ở đằng trước chứ không đáng luôn. Tại si là thứ hai. Có dịch không? Có, dịch thao, dịch đất thì thêm trăm. Mới mình đã nè. Thử không? Thì chú đồng ý thì sao xong giá thì thử đưa giá dịch cộng cho bà quản. Cậu có nhớ có... Chưa rồi, chân máy này không có gì hết cả. Đổ nhớ kia mới thử được. Không ngờ nó không có đây thì chạm rồi đó. Cục xẻo. Cái này là quan trọng, cái này là xong đi rồi thì cứ đổ nhất tiếp cái chút coi. Cái này có đầy ghét không chú? Sao? Hình như là không. Tôi dùng kiếm hai cái đỏ rồi cái đầy ghét. Nó chưa vô giờ nè. Em đi ống kê đầu đó. Hai đỏ rồi. Không có là không có luôn rồi đó. Mấy 2.6 gì nhiều? 2.6. Ở Hyundai hả? Ở tôi tưởng khoảng này Hyundai không rồi. Nó qua kìa. Này 2.6. Đi được ta. Ta của Việt Nam và công nghệ Nhật Bản sản xuất về sản xuất nha. Trung Quốc à, chiếc Giang Trung Quốc nha. Thank you.
xiết con bên này vô, xiết con bên này vô. Chưa qua dầu đó rồi. Có dầu là nó nhễu nhễu à. Cơm đó. Thật đó nãy đâu có nghe thật đâu. Tôi muốn mẹ mới chạy cái đập không chạy tức đứng là máy luôn.
Vậy là ok phải không? Chừng hai bánh chừng thôi. Em tháo lấy cái chân lại nha. Em nhìn thấy anh cũng bỏ à. Em muốn bắt chân khác nữa. Sao trời trời. Cái gì? Dân ma này cái tốc độ nó rất là khủng nha các bạn. Nó là tới 3.500 vòng rồi. Cùng công sức mà ít máy hơn là chạy ngon hơn á. Ít xăng dầu hơn đó. Ví dụ như cùng công sức mà nó ít máy hơn á là nó ngon hơn là thằng nhiều máy á. Nhẹ dầu. Nó không nhẹ dầu nhưng mà nó thứ nhất là nó bằng tà. Bốn máy. Dòng này cũng thuộc đời hơi cổ cổ nha. Máy này nó bền, nó có hộp số, chạy máy thủy. Nó có chiếc bô nè. Bỏ bụi chứ, bị bụi ngồi. Lâu quá mùi. Đủ thứ là máy, kính thưa các loại máy luôn. Nhiều loại không biết nổi luôn. Cái này là của Trung Quốc nha các bạn. Này là của hãng Đông Phong. Thì tour của nó là 2008. Rất là to, công suất của nó chắc cũng cỡ 60-70 mã lực, tạo công suất là 88 kW.